vợ cũ Bằng Kiều vô tình tiết lộ tình trạng sức khỏe và tình hình hiện tại của danh hài Hoài Linh. Sự kiện Hoài Linh. Mới đây, khi ca sĩ Dương Triệu Vũ, em trai ruột của Hoài Linh sang Mỹ để chuẩn bị cho các show diễn sắp tới, anh đã có cuộc hội ngộ với nữ ca sĩ Gigi Phương Trinh và cùng đàn chị đi viếng mộ danh ca Ngọc Lan. Đáng chú ý, vợ cũ Bằng Kiều còn đăng tải một dòng trạng thái khá dài kể về buổi gặp gỡ này. Đồng thời cô cũng vô tình tiết lộ tình trạng sức khỏe của danh hài Hoài Linh ở thời điểm hiện tại. Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ tình trạng của Hoài Linh sau khi Bộ Công an lên tiếng về ồn ào từ thiện của nghệ sĩ Dương Triệu Vũ và ca sĩ Gigi Phương Trinh đi thăm mộ danh ca Ngọc Lan. Trên trang cá nhân, Gigi Phương Trinh viết hẹn Dương Triệu Vũ 12 giờ có mặt, mà đi trễ mất 10 phút làm anh chàng phải đậu xe ở trước cổng để chờ. Hai chị em lâu ngày không gặp nên vừa xuống xe là chạy đến ôm nhau chào hỏi thắm thiết. Mình cũng không quên hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh Linh. Rất mừng khi biết anh ấy vẫn ổn. Sau khi thăm mộ chị Ngọc Lan xong, Vũ cảm ơn mình và không quên tặng thêm lời khen. Chị vẫn trẻ đẹp hoài, vẫn còn hát như ngày nào. Mình cười nói, cảm ơn em, chị bây giờ có thêm nghề tay trái, đó là nghề tour guide mộ chị Ngọc Lan, ai cần đi thăm mộ chị ấy là gọi chị. Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn nghệ sĩ Hoài Linh đã sang Mỹ, nhưng phía nam danh hài vẫn giữ im lặng và không lộ diện trước công chúng. Thông qua chia sẻ của ca sĩ Gigi Phương Trinh, người hâm mộ diễn viên nhà có năm nàng tiên, phần nào an lòng khi biết nghệ sĩ Hoài Linh vẫn ổn. Trước khi cơ quan chức năng công bố kết quả điều tra, mình vẫn luôn ủng hộ Hoài Linh. Thật vui khi anh vẫn ổn, đọc xong dòng trạng thái mà thấy nhẹ lòng hẳn ra. Trên mạng nhiều tin tốt xấu, mong Hoài Linh giữ được tinh thần thật tốt, là một số bình luận của dân mạng. Cách đây không lâu, Dương Triệu Vũ khiến khán giả vô cùng lo lắng khi tiết lộ sức khỏe Hoài Linh không tốt từ hồi đầu năm, nhất là sau ồn ào hoạt động từ thiện và liên tục bị nữ doanh nhân Bình Dương nhắc tên trong các livestream. Hoài Linh dường như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Anh cũng không đăng tải bất cứ thông tin nào lên các trang mạng xã hội trong nhiều tháng qua. Gần nhất là hồi đầu tháng 10, nam danh hài xuất hiện với vẻ gầy gò, tiều tụy trong đám tang của bố ruột. Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ tình trạng của Hoài Linh sau khi Bộ Công an lên tiếng về ồn ào từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh trong đám tang của bố ruột vào ngày 8 tháng 10. Sáng nay 14 tháng 11, giờ Việt Nam, Dương Triệu Vũ chia sẻ clip anh cùng gia đình bên Mỹ đã tổ chức lễ cầu nguyện cho bố ruột. Theo Dương Triệu Vũ chia sẻ, danh hài Hoài Linh hiện đang ở Việt Nam, nên không thể tham dự cùng các anh chị em của mình tại xứ sở cờ hoa. Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ tình trạng của Hoài Linh sau khi Bộ Công an lên tiếng về ồn ào từ thiện của nghệ sĩ. Em trai của nghệ sĩ Hoài Linh và con trai phát biểu trong lễ cầu nguyện ở Mỹ, nghệ sĩ Hoài Linh không tham dự vì đang ở Việt Nam. Hiện tại, nhất cử nhất động của những nghệ sĩ vướng lùm xùm kêu gọi từ thiện đều đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 10 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đã giao Cục Cảnh sát Hình sự tiến hành thụ lý, điều tra, xác minh, phối hợp với ngân hàng cũng như Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để tiến hành rà soát, xác minh, làm rõ nguồn tin phản ánh về hoạt động từ thiện miền Trung của các nghệ sĩ vào năm 2020.